Vâng, xin chào toàn thể anh chị. Chúng ta bắt đầu làm việc nhé. Anh Tuấn xác nhận giúp tôi âm thanh ok chưa ạ? Dạ vâng. Hôm nay thì tôi sẽ dành cái buổi chia sẻ của hôm nay với cái chủ đề là quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và phân tích cái đối tượng khi mà chúng ta quyết toán đó là doanh nghiệp sản xuất. Thế thì chắc là cũng còn khoảng một buổi tôi phân tích về doanh nghiệp dịch vụ và một buổi tôi phân tích về doanh nghiệp xây dựng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc về cái phần chủ đề về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp này. Ở trong cái phần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nói chung ấy, thì khi mà chúng ta hoàn thành toàn bộ các cái quá trình thực hiện công tác kế toán từ nghiệp vụ phát sinh đến chứng từ, từ chứng từ anh chị nhập liệu vào trong hệ thống phần mềm để ra hệ thống sổ sách, thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng hoặc hàng quý, rồi thực hiện lập lên báo cáo tài chính, ra được các cái số liệu để anh chị thực hiện trong cái quá trình khi mà anh chị ra được những các cái con số, số liệu để từ đó chúng ta lập lên quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy, thế thì về mặt lý thuyết thì nó cũng không có cái gì nhiều lắm, nhưng về góc độ thực tiễn thì nó cũng tương đối khó. Trông thì vậy thôi, nhưng mà khi anh chị vào để mà thực hiện toàn bộ cái chu trình đó, để khi anh chị ra được một cái số liệu để sẵn sàng trong cái quá trình khi anh chị giải trình quyết toán. Tất nhiên là gì, có mỗi mỗi một người có những cái góc nhìn khác nhau, nhưng mà theo quan điểm và trải nghiệm của tôi thì tôi thấy là những cái vấn đề này nó không hề đơn giản một chút nào. Đấy, thế thì tôi cũng đã cùng với anh chị là nói về vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, nói về vấn đề liên quan đến trình tự quá trình khi mà chúng ta thực hiện công tác kế toán, và cũng phân tích chi tiết từng cái góc chi phí mà chúng ta hay bị xuất toán. Thế và hôm nay thì tôi phân tích với anh chị đó là gì, khi mà chúng ta quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp sản xuất ấy, thì có cái điểm gì mà chúng ta cần lưu ý, những cái điều mà rất là quan trọng để khi mà chúng ta thực hiện trong cái mô hình doanh nghiệp này thì anh chị cần cần phải xem xét để chúng ta sẵn sàng, chúng ta bảo vệ được cái số liệu khi mà chúng ta làm ra. Thế thì ở trong cái phần này thì thứ nhất là chúng ta căn cứ vào các quy định của văn bản pháp luật hiện hành. Đấy, thì cái này tôi cũng đã giới thiệu anh chị nhiều lần rồi, đó là căn cứ vào luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, căn cứ vào các nghị định và nghị định hướng dẫn sửa đổi bổ sung, và đặc biệt là thông tư số 78 và thông tư 96, 78 năm 2014 và 96 năm 2015. Đó là những cái văn bản hướng dẫn trực tiếp cho chúng ta trong cái quá trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Anh chị khi mà làm ra được cái báo cáo thì bao giờ anh chị cũng phải tra lại cái văn bản này. Và đặc biệt ở trong cái thông tư số 78 này thì anh chị xem cho tôi cái chỗ điều 6, đó là chi phí được trừ và không được trừ. Nói thực là gì, khi mà chúng ta làm về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta cần phải phải soi lại cái vấn đề này. Đấy, chúng ta không hẳn là phải học thuộc, nhưng rõ ràng chúng ta cần phải hiểu được cái vấn đề này, và bắt buộc khi đó chúng ta cần phải tra lại xem là chúng ta có cái rủi ro gì trong cái quá trình khi bị xuất toán hay không. Thế còn về vấn đề liên quan đến văn bản để hướng dẫn chúng ta trong cái quá trình khi làm kế toán thì có hai cái thông tư, đó là thông tư 200 và 133 để mà chúng ta áp dụng các cái hệ thống tài khoản biểu mẫu kế toán ở đó. Thế thì khi mà chúng ta vào chi tiết để chúng ta phân tích, khi chúng ta thực hiện công tác kế toán để chúng ta ra được cái kết quả hoạt động kinh doanh, và tôi hay gọi đó là cái báo cáo dự thảo trước khi chúng ta phát hành báo cáo chính thức ấy. Đấy, thế thì bao giờ cũng cần phải phân tích những các cái chỉ tiêu, ví dụ như là doanh thu, tổng doanh thu của anh chị nó thể hiện trên tài khoản 511 hoặc một số các doanh thu khác thể hiện trên 711, thì toàn bộ cả cái kỳ đấy doanh thu của chúng ta đang là bao nhiêu. Khi anh chị thực hiện ở trong bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, mà đặc biệt đó là khi mà vào quyết toán cho doanh nghiệp, thì cũng cần phải biết đó là gì, cái quy mô của doanh nghiệp đấy, thì cái quy mô của doanh nghiệp đấy nó thể hiện trọng yếu chính là cái doanh thu đó là bao nhiêu. Nó vài tỷ hay nó vài chục tỷ hay nó vài trăm tỷ hay nó lên tới hàng nghìn tỷ, thì đây là một cái chỉ số rất là quan trọng. Nếu như mà doanh thu 100 tỷ bị xuất toán 1 tỷ chi phí thì nó mới chỉ tương đương khoảng 1% thôi, thì chúng ta đã mới truy thu thêm nguyên tiền thuế là khoảng 200 triệu rồi. Đó. Thế thì
Cái điều đầu tiên chúng ta cần phải xem doanh thu, xong cái thứ hai đó là giá vốn. Cái tỷ lệ mà chúng ta bao giờ cũng phải phân tích giữa cái giá vốn này này trên cái doanh thu này, nó đang chiếm tỷ trọng khoảng bao nhiêu phần trăm. Và không có cái tỷ lệ phần trăm cố định cho một cái doanh nghiệp nào hay là cho một cái lĩnh vực nào cụ thể cả. Nó phụ thuộc vào quá trình hoạt động kinh doanh của anh chị. Đấy, anh chị tí nữa tôi vào tôi phân tích một cái báo cáo cho một cái mô hình doanh nghiệp sản xuất cụ thể thì chúng ta sẽ thấy ra được các cái tỷ lệ đó. Bao giờ khi mà chúng ta muốn ra được cái số liệu, khi chúng ta làm xong rồi chúng ta phải phân tích từ cái số liệu trên cái kết quả đồng kinh doanh để chúng là cái cơ sở để mà chúng ta lập lên cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem là cái vấn đề mà trong cái quá trình khi mà cái công tác quản lý thì thường có rất là nhiều người, rất nhiều những anh chị em hỏi tôi là gì, làm thế nào được, cứ sợ bị thất thoát rồi doanh thu bị bỏ ngoài rồi chi phí bị đội lên vân vân trong cái quản lý trực tiếp ấy, kế toán quản trị của doanh nghiệp ấy. Thì tôi chỉ nói là gì, thực tế ra trong công tác quản lý để mà tránh thất thoát cái vấn đề đó thì có cái nội dung thứ nhất ấy, rất quan trọng, đó là chúng ta phân tích cái tỷ lệ này. Bởi vì khi mà chúng ta ra cái con số của kế toán ấy, thì trước kế toán bao giờ nó cũng có cái dự toán trước cho những cái vấn đề. Chúng ta bán một cái sản phẩm này thì bao giờ chúng ta cũng phải biết là khoảng cái chi phí của chúng ta là bao nhiêu. Thế cho nên khi mà chúng ta mới phân tích cái số liệu này, chúng ta phân tích cái tỷ lệ giữa của cái chi phí của cái giá vốn này này trên cái doanh thu thì so với cái phần mà dự toán của chúng ta, cái định mức của chúng ta so với cái thực tế nó có bị chênh lệch hay không, để chúng ta phát hiện xem là nó có rủi ro gì trong cái này nhiều không. Đấy. Tương tự như vậy thì các cái chỉ số ví dụ như chi phí tài chính chiếm bao nhiêu, chi phí bán hàng bao nhiêu, chi phí quản lý bao nhiêu, rồi các chi phí khác bao nhiêu, thì tổng cộng cái này thì doanh nghiệp đang có được cái tỷ lệ lợi nhuận đang là bao nhiêu tỷ. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ cái quan điểm của mình trong cái quá trình khi mà chúng ta thực hiện, chúng ta phân tích. Khi mà chúng ta nắm được toàn bộ những cái chỉ số này rồi, trong quá trình khi phân tích thì so sánh với chính cái kết quả của báo cáo, so sánh với định mức kế hoạch, so sánh giữa cái kỳ này với kỳ trước, để từ đó có được một cái cảm nhận về góc độ số liệu. Thế rồi sau đó tiếp nữa là cái công tác quản trị ấy, thì chúng ta có thể check kiểm tra chi tiết, check xác suất, rồi chúng ta check chi tiết để chúng ta biết được là gì, cái số liệu nó tin cậy đến đâu. Đấy, thì một trong những cái việc mà chúng ta trong cái quá trình khi chúng ta quản lý là như vậy. Thế còn trong góc độ khi mà chúng ta quyết toán để chúng ta ra số liệu thì chúng ta cũng cần phải phân tích các cái số liệu để chúng ta thấy được các cái tỷ lệ này nó đã hợp lý hay chưa. Thế và ở trong cái phần giá vốn ấy, đối với cái doanh nghiệp mà sản xuất ấy, thì ở cái tài khoản 632 ấy, thì nó liên quan đến cái quá trình mà giá thành của sản xuất, từ cái chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, thì cái này máy thi công thì nó nằm ở trong cái doanh nghiệp xây dựng rồi, và chi phí sản xuất chung, thì cấu thành toàn bộ các cái khoản chi phí ở trong doanh nghiệp. Thì anh chị xem lại là cái chi phí đó, cái tổng cái giá vốn đó, khi mà chúng ta sản xuất với những cái định mức của chúng ta, với các cái tỷ lệ đấy của chúng ta, nó đã phù hợp hay chưa. Mà cái phù hợp này ấy, thì nó dựa trên hai yếu tố chính. Cái dựa trên yếu tố quan trọng nhất chính là dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của một cái sản phẩm của anh chị. Bất kỳ một cái sản phẩm nào đó ở trong doanh nghiệp anh chị, khi mà anh chị sản xuất ra thì anh chị bao giờ cũng có những các cái định mức. Còn có thể là trong cái quá trình giai đoạn đầu đi vào sản xuất ấy, nó chưa ổn định, có còn sai hỏng rất nhiều hệ thống, rất là nhiều cái sai học. Chứ còn thực tế là không có một cái doanh nghiệp nào sản xuất mà lại không biết rằng
cái chi phí sản xuất để ra một cái sản phẩm đấy là bao nhiêu tiền. Thế thì làm sao kinh doanh được? Khi anh chị giải trình quyết toán ấy, thì trong cái phương pháp để kiểm tra cái đoạn này, nó sẽ có hai cái phương pháp chính. Một đó là gì? Phương pháp chủ yếu hay áp dụng đó là kiểm tra mẫu. Một cái sản phẩm A lôi ra hàng cái, tôi hỏi cái này cấu thành của nó là cái gì, cái chi phí đầu vào nguyên vật liệu của nó là cái gì, cái định mức chi phí nó ra là bao nhiêu, và nó phải có những cái thông tin thông số kỹ thuật và quá trình sản xuất để từ đó chúng ta biết được một cái sản phẩm đó chúng ta sản xuất ra thì cái cấu thành chi phí của nó trong nguyên vật liệu nó phải cụ thể là các cái loại nguyên vật liệu gì, trong chi phí nhân công thì làm mất bao nhiêu giờ, có đối tượng các cái nhân công cụ thể là cái gì, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, các cái chi phí điện nước vân vân, tất cả những cái thứ đấy có thể không kiểm tra. Thường anh chị kiểm tra thanh tra là sẽ xác định điểm trọng yếu những sản phẩm cụ thể, sau đó kiểm tra xác suất để từ đó đánh giá được tổng thể quá trình của doanh nghiệp chúng ta như thế nào, có thể chọn mẫu tính xác suất. Thế vậy thì ở trong doanh nghiệp của anh chị, khi mà anh chị thực hiện sản xuất cái vấn đề đó, thì có thể khi mà anh chị phân tích kiểm tra, anh chị cũng phải dựa trên cái nền tảng như vậy để chúng ta biết được cái chi phí, cái giá vốn, cái giá thành sản xuất, mà cái giá thành sản xuất ấy, tạo ra cái sản phẩm đó nó sẽ chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm so với cái doanh thu, và còn lại các cái chi phí khác như chúng ta vừa phân tích, thì từ đó chúng ta mới thấy được là thì cái kết cấu của cái chi phí đấy dựa vào một cái doanh nghiệp cụ thể hoạt động kinh doanh như vậy thì nó đã ok chưa, có thực sự hợp lý không. Và trong cái quá trình khi mà chúng ta quyết toán ấy, thì trong những cái con số như thế này nó có bị xuất toán ở chỗ nào, những cái nội dung gì của chúng ta bị xuất toán đấy. Thế thì cái doanh nghiệp sản xuất ấy, nó khác cái doanh nghiệp thương mại là nó có thêm cái phần này là cấu thành, nghĩa là doanh nghiệp thương mại thì chúng ta mua hàng hóa về xong rồi chúng ta xuất ra, chúng ta bán luôn. Mà hôm trước tôi phân tích với anh chị doanh nghiệp thương mại là gì? Nó có gia công, có yếu tố gia công, nó có các cái dịch vụ kèm theo, thì thậm chí là doanh nghiệp thương mại nó cũng còn có thể là gì, chuyển từ tài khoản 156 ở kho hàng nó sang 154 để lắp ráp xong lại quay ngược trở lại về 156. Thế còn đối với các doanh nghiệp sản xuất thì nó khác so với cái doanh nghiệp thương mại, chính là ở cái chỗ và gì, nó có một cái quá trình để mà từ nguyên vật liệu để mà nó đưa vào để nó sản xuất. Thì cách một số những các cái tài khoản, một số các cái báo cáo mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý đó, ví dụ như là tài khoản 621 là chi phí về nguyên vật liệu nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm trong cái tổng giá thành sản xuất, và chúng ta cần phải phân tích giữa cái tài khoản mà chi phí nguyên vật liệu và tài khoản kho hàng nữa để xem là cái mối quan hệ cái hàng tồn kho của nguyên vật liệu đấy, cái nhập xuất tồn đấy ở trong cả một cái chu trình sản xuất ở trong một cái doanh nghiệp đấy, có một cái kỳ đó, cái báo cáo của cái năm đó nó có cái gì bất thường. Đấy, thì tôi cũng xin phân tích đưa ra một vài những cái nội dung để anh chị cũng có thể khi áp dụng vào đối tượng là cái doanh nghiệp, khi có doanh nghiệp của anh chị mà nếu là có như vậy. Thế rồi tiếp nữa đó là gì, một trong những cái điểm quan trọng nhất khi mà chúng ta thực hiện ra được quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì anh chị lưu ý đó là gì, khi vào giải trình quyết toán thì anh chị hay bị xuất toán cái gì, mà khi hay bị xuất toán cái gì thì anh chị tập trung vào cái điều đó để anh chị kiểm soát, để tránh những cái rủi ro trong cái quá trình khi thực hiện công tác kế toán ở tại doanh nghiệp. Cái nội dung đầu tiên là hàng hóa mua vào phải phục vụ mục đích kinh doanh. Lưu ý là cái tính chất phù hợp ở trong kế toán rất quan trọng. Cái phù hợp ấy, một trong những cái tính chất quan trọng nhất đó là cái tính chất phù hợp. Phù hợp ở đây có nghĩa là gì? Cái hàng hóa mua vào nó phục vụ mục đích kinh doanh, nó có tính chất tương đồng để nhằm mục đích phục vụ kinh doanh. Đấy, ví dụ như doanh nghiệp xây dựng thì đầu vào là sắt thép và gạch ngói xi măng. Nhưng mà doanh nghiệp muốn sản xuất một cái sản phẩm A gì đó thì cái nguyên vật liệu đầu vào nó phải là cái gì?
Rồi cái tính chất phù hợp nó còn quan trọng nữa là cái tỷ lệ giữa cái hàng mua vào và cái hàng bán ra. Để phục vụ mục đích kinh doanh và nó phải có tính chất phù hợp. Nguyên vật liệu anh chị mua vào rất nhiều nhưng cuối cùng đầu ra của anh không không có thì vậy thì tồn kho nhiều ở đấy nó có nghĩa là gì đây? Hay là mua vào sản xuất xong bán ra hết rồi mà lại không xuất hóa đơn, bỏ ngoài doanh thu chưa xuất hóa đơn đúng kỳ, vân vân, những cái rủi ro. Đấy thì cái điều đầu tiên đó là thì cái tính chất phù hợp giữa hàng hóa đầu vào và hàng hóa dịch vụ bán ra, cái tính chất phù hợp đấy, nó phục vụ đúng cái mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đấy, nó phản ánh thực tế ở trong cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu cái điều đó nó bất thường thì bỏ ra. Thế và anh chị em làm kế toán cũng lưu ý một điều đó là gì? Không nên tham bất kỳ những cái thứ mà nó không phục vụ đến kinh doanh. Ví dụ như là gì, chúng ta đi mua một vài cái son, cái nồi, một vài những cái thứ phục vụ về doanh nghiệp, à phục vụ cho cá nhân, xong là cứ đưa vào trong doanh nghiệp, xong là cứ bao biện là cái này có làm cái này nhưng trong thực tế thì nó không có. Thì những cái thứ đấy nó không giúp cho doanh nghiệp đi được bao nhiêu chi phí cả. Mà chúng ta đưa những cái hóa đơn, những cái chứng từ từ cá nhân đẩy vào đó, nó không có tính chất phù hợp thì nó làm cho cái dữ liệu của anh chị, nó làm cho cái tâm lý của người đến kiểm tra, họ khi họ phát hiện ra những cái thứ đấy thì thấy ngay cái số liệu của chúng ta nó lủng củng và nó không trung thực. Chúng ta rất cân nhắc trong cái chuyện đó. Những cái thứ đấy nhiều khi nó chẳng hết đáng bao tiền. Cố phải đưa mấy cái thứ, cái đồ, thậm chí mua cả mấy cái đôi giày, đôi dép cho sếp về để đi mà không, cuối cùng cũng đưa vào đấy, xong vào đấy là cái trang bị, cái đồ đồng phục các thứ cho người này người khác, nó không đúng. Bởi vì nếu như cái anh chị trang bị thì nó có cả cho toàn bộ ở công ty chứ không phải đi mua một đôi giày để đưa vào đấy là chi phí, mà trong đó nó vẫn có. Thì trong thực tế khi anh chị đưa vào để cố bảo vệ cũng có những cái trường hợp được, thế nhưng mà trong cái trong 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 cái việc mà khi mà chúng ta đưa cái số liệu ở trong doanh nghiệp ấy thì anh chị nghĩ rằng anh chị được lợi cái điều đó, nhưng anh chị không biết là nó sẽ hại rất nhiều, bởi vì cái tâm lý của người kiểm tra mà thấy những cái thứ mà chúng ta cứ cào cấu đưa những cái thứ chi phí cá nhân bên ngoài vào, nó không phục vụ chính mục đích hoạt động kinh doanh thì nó tạo ra một cái tâm lý không tốt, mà khi kiểm tra thì sẽ bị kiểm tra rất kỹ, thì nó là bất cập hại. Chúng ta hãy dựa trên những người có nghiệp vụ phân tích và chúng ta đưa những cái chi phí nó phù hợp. Đấy, thế còn làm như thế nào thì mỗi người có những quan điểm, tôi chỉ đưa cái góc nhìn quan điểm của cá nhân tôi thôi, anh chỉ có thể tham khảo. Rồi cái hàng hóa khi mà mua vào nó cần phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ, toàn bộ tất cả các cái chi phí đầu vào nó còn đầy đủ chứng từ ấy thì chúng ta phải phân tích, chúng ta phải hiểu được thế nào là chứng từ. Không phải mọi giao dịch chúng ta đều có hóa đơn, nhưng mà khi mà chúng ta mua bán hàng hóa dịch vụ ở bên ngoài vào thì nguyên tắc cần phải có hóa đơn và cái chứng từ kèm theo, ví dụ chứng từ thanh toán. Rồi chứng từ nữa để chứng minh cho cái vấn đề đó thì khi mua hàng hóa nó có đặt hàng, nó có hợp đồng hay nó có biên bản giao nhận để nó chứng minh được cho cái hàng hóa đấy là có mua thật. Cũng phải nói thực là gì, khi hóa đơn điện tử bây giờ đã được áp dụng 100% trên toàn bộ cả đất nước, về cái công tác hóa đơn chứng từ trong doanh nghiệp của chúng ta, với vai trò chúng ta là những người anh em làm trong ngành nghề kế toán, nó sạch sẽ, nó lành mạnh hơn rất nhiều khi mà trước kia chúng ta phải kiểm soát hóa đơn giấy. Trước kia kiểm soát hóa đơn giấy nó vất vả hơn rất nhiều, cái yếu tố trục lợi rủi ro trong một số những cái doanh nghiệp không lành mạnh, nó gây ra thiệt hại cho những người làm ăn nghiêm chỉnh. Còn nay thì nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Thì tôi cho rằng một cái điều cũng rất là tốt. Chắc có buổi nào đó thì tôi sẽ phân tích với anh chị về cái cách để kiểm soát. Còn có một cái điều nữa là vậy thì hóa đơn điện tử như vậy rồi thì còn có dính hóa đơn của những cái công ty bỏ trốn không? Vẫn có. Họ cố tình sinh ra để họ trục lợi. Họ vẫn kê lên trên đấy, vẫn xuất hóa đơn như vậy. Xong rồi họ vẫn mất tích bình thường. Thế nhưng mà gì, nó cũng hơn khi mà nó có kiểm soát được tốt hơn rất nhiều so với hóa đơn giấy ngày trước.
Thế rồi một số các cái chi phí khác anh chị cũng lưu ý, ví dụ như là chi phí tài chính, các cái lãi vay, thì chúng ta phải biết là gì, nó so với vốn điều lệ đã góp, so với dòng tiền của anh chị, để phân tích là có cái vay đấy nó có phù hợp với dòng tiền của anh chị không, mục đích sử dụng đấy, rồi là so với cái giao dịch liên kết có hay không, để từ đó cái chi phí lãi vay của anh chị có bị xuất toán hay không. Rồi chi phí khấu hao thì tôi cũng phân tích với anh chị rồi, cái nguyên giá hình thành nó ok hay không. Rồi cái lựa chọn phương pháp tính khấu hao theo thông tư hướng dẫn nó có đúng hay không, hay là nó bị quá. Rồi chi phí về tiền lương, các khoản trích theo lương nó có đúng theo đúng cái quy định của pháp luật hiện hành, có đúng là giao dịch thực hay không, các hệ thống hồ sơ giấy tờ chứng từ liên quan đến tiền lương và các cái chi phí khác, thì chúng ta phân tích được toàn bộ tất cả những cái thứ này thì anh chị sẽ không bị xuất toán, cứ làm một cách nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ làm chủ được số liệu đấy. Thì đấy là một vài những cái điểm mà tôi muốn phân tích cùng với anh chị với một cái góc nhìn nhìn sâu hơn, đó chính là gì, quyết toán thì tôi cũng phân tích với anh chị thường xuyên hàng năm rồi, năm nào cũng có những cái kỳ gọi là kiểm soát rủi ro mùa quyết toán, cũng có chia sẻ, cũng có phân tích các vấn đề liên quan đến số liệu rồi. Thế hôm nay thì cũng dừng lại với anh chị để mà nói lên cái vấn đề là đối với cái doanh nghiệp sản xuất thì anh chị cần có những cái điểm gì lưu ý, thì cũng chỉ nói như thế này, cũng phân tích là để mà gì đặt ra những cái vấn đề, những cái nội dung thôi. Thế còn khi vào cụ thể từng doanh nghiệp anh chị chuyển data để mà khi chúng ta xem từng cái data một đấy, thì mỗi một cái data nó sẽ nói lên một điều. Thế và sau đây thì tôi phân tích một cái data để anh chị có thể thấy được. Trong cái hồ sơ về vấn đề liên quan đến quyết toán thì đây chính là cái công cụ, cái hồ sơ để mà khi mà thực hiện thống kê, phân tích số liệu, chuẩn bị để giải trình quyết toán thì tôi có cung cấp các cái bộ hồ sơ này để giúp cho anh chị có thể tự thống kê được từ các cái thông tin căn bản của doanh nghiệp cho đến cái vấn đề anh chị thực hiện quyết toán về giá trị gia tăng, kiểm soát về hóa đơn anh chị sử dụng cho đến về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì hôm nay tôi phân tích với anh chị thuế thu nhập doanh nghiệp với một cái doanh nghiệp về sản xuất. Đấy, đây, lấy ví dụ. Điều đầu tiên là khi mà chúng ta vào phân tích cái số liệu để mà khi chúng ta quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì bao giờ cũng phải so sánh, nhưng mà cái doanh thu ở trên cái tờ khai thuế giá trị gia tăng của anh chị ấy, với chẳng cái doanh thu ở trên sổ sách kế toán, hai cái này nó có chênh nhau không, và khi mà nó có chênh nhau thì chúng ta phải giải thích lý do tại sao nó chênh nhau. Có thể là doanh thu khác, chủ yếu xoay quanh doanh thu khác, thì để chúng ta giải thích được à cái này nó là cái gì. Đấy. Thế rồi khi mà chúng ta biết được doanh thu như này thì mới biết là tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, doanh thu năm trước năm nay nó đang tăng tăng đều, nó đi ngang hoặc nó tăng tăng đều tăng đều, hoặc tăng vọt lên cái thì chúng ta phải biết là gì, doanh nghiệp đang phát triển mạnh ở cái gì, nguyên nhân gì để cho doanh số tăng, hoặc giảm hẳn xuống cái thì phải biết là gì, nó đang khó khăn ở cái gì. Thế rồi tiếp nữa đó là gì, cái doanh thu hoạt động tài chính thì cũng có thể nó do tiền gửi, tiền tiền vay thôi, thì doanh nghiệp là có nhiều tiền, có những cái khoản tiền doanh thu tài chính này, hoặc là một khoản tiền đầu tư đâu đó ra bên ngoài nếu có, thì cái này thường ở trong cái báo cáo như của các doanh nghiệp là không có trọng yếu, thì không có nhiều. Thế còn doanh nghiệp nào mà nhiều thì chúng ta cũng cần phải xem xét. Còn cái chỉ tiêu quan trọng nhất chính là chỉ tiêu về giá vốn. Có thể chúng ta phân tích giữa giá vốn trên tổng chi phí hoặc là phân tích giá vốn trên cái tổng doanh thu, thế nào cũng được. Tôi thì hay phân tích là giá vốn này trên tổng doanh thu để xem thêm cái chi phí để mà sản xuất ra cái sản phẩm ấy so với cái doanh thu này đang chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm. Đấy, chúng ta mới so sánh luôn này. Bao giờ cũng phân tích để hình thành, anh chị có một cái thói quen này, phân tích theo chiều dọc là tỷ lệ, phân tích chiều ngang là so sánh năm trước với năm nay. Tại sao khi mà báo cáo của ngân hàng hay các cái báo cáo
vào thầu người ta yêu cầu anh chị cung cấp ít nhất 3 năm. 3 năm hoặc 5 năm tài chính gần nhất, thông thường là 3 năm. Để người ta mới phân tích được cho anh chị theo chiều chiều ngang là cái tỷ lệ, cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp ấy nó có bền vững hay không. Đấy, anh chị hết sức lưu ý. Nhiều khi cái số liệu của anh chị làm ra anh chị không có phân tích ấy, thì nó mới nảy sinh ra một cái điều đó là gì? Cái năm trước cái số liệu nó một kiểu, năm nay nó lại số liệu một kiểu. Nó chính là những cái thứ mà khi nhà chuyên môn họ vào thanh tra kiểm tra, người ta mới thấy được là gì? Cái ngờ vực của cái số liệu, sự tin cậy. Thì anh chị thấy giá vốn, rồi giá vốn bán hàng trên tổng doanh thu thì đang chiếm khoảng 87%. Thì đối với doanh nghiệp mà sản xuất quy mô thì nó cũng có thể tương đối hợp lý. Phải từ cái này ấy, nếu muốn sâu hơn nữa là người ta sẽ mò vào cái tài khoản 632 này để người ta xem. Mà từ 632 này người ta mới quay ngược trở lại xem tài khoản 154 là chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung. Sau đó là cái định mức chi phí cấu thành lên một cái sản phẩm để xem cái các cái nội dung chi tiết nó ok không. Thế rồi là của cái năm trước thì đang là 83%, năm nay lên 87%, chênh nhau đâu đó khoảng 4%. Vậy chi phí tăng này với cái mô hình như của doanh nghiệp như thế này ấy, với doanh thu hàng mấy trăm tỷ như này là chúng ta sẽ cần phải gì? Cần phải xem xét chi tiết. Tại sao bị tăng? Do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng? Hay là do định mức tiêu hao nó tăng? Tại vì những cái doanh nghiệp mà có quy mô lớn, họ tiết kiệm được 5% chi phí là họ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp rất là nhiều rồi. Mà tăng 5% chi phí là một câu chuyện cần phải xem xét. Làm thế nào đó thì từ đọc cái tỷ lệ này ra thì người ta mới soi ngược trở lại về hệ thống sổ sách, nhìn ngược lại về các cái vấn đề liên quan đến cái cấu thành lên cái chi phí. Tiếp nữa đó là chi phí bán hàng. Thì xem chi phí bán hàng này nó bao gồm cấu thành những cái gì? Ngoài tiền lương, tiền công, chi trả thì nó còn có những cái công cụ gì? Có chi phí cho online không? Nếu có chi phí online, có chạy quảng cáo cho Facebook thì có nộp thuế nhà thầu không? Đấy, thì những cái thứ đấy là chúng ta cần phải xem. Đấy, phân tích ra những cái tỷ lệ này chúng ta nhìn theo các cảm nhận. Thế thì từ đó chúng ta soi ngược lại vào chi tiết. Rồi tiếp nữa đến chi phí quản lý. Đấy thì chi phí quản lý nó khá đều đều. Nó không có biến động. Doanh số tăng mà chi phí quản lý còn giảm. Tốt. Đấy là số tuyệt đối. Còn tỷ lệ thì nó đang giảm. Con số này tương đối hợp lý, trung thực. Đấy, ví dụ như thế. Rồi chi phí tài chính. Chi phí tài chính cũng giảm. Là các cái khoản vay có thể nó giảm dần đi, nó thể hiện được cái yếu tố của doanh nghiệp nó tốt lên. Thế rồi là từ đó nó ra lợi nhuận, nó ra thuế thu nhập doanh nghiệp. Ví dụ như lợi nhuận trên này là vẫn còn quá thấp so với doanh thu, mới được có không phải mấy phần trăm, chứ được 1%. Đấy, vậy thì khi mà ra cái báo cáo này thì chúng ta cần phải xem là gì? Đối với trong một cái doanh nghiệp mà anh chị thực hiện thì anh chị thấy rằng như vậy thì nó có ok không? Mà nhất là cái việc mà khi mà chúng ta sẵn sàng để nộp thuế, cái việc đề đó là quan trọng nhất. Là tôi tin chắc tất cả các ông chủ doanh nghiệp khi ra kinh doanh bao giờ họ cũng cần có một cái điều mà từ phòng kế toán, từ kế toán trưởng, từ bộ phận tài chính phải đưa ra được các cái con số mà có lý. Còn phần đa để mà mấy ông chủ không đồng ý, mấy ông quản lý không đồng ý là chúng ta chưa giải thích được tại sao cái con số đấy nó là hợp lý thôi. Còn khi chúng ta nói rằng là gì? Với cái doanh thu như thế này chúng ta cần phải đóng gần đầy thuế, phân tích theo tỷ lệ của ngành nghề, phân tích cho tất cả các yếu tố. Và trong thực tế thì chúng ta nên đóng góp để gì?
dân giàu nước mạnh phải nộp ở cái mức thuế là nó phù hợp thì không có ai phản đối đâu, bởi vì cái điều đó là điều điều hợp lý. Đấy, thì tôi cũng xin dành một ít phút để phân tích góc nhìn của mình về vấn đề liên quan đến khi mà chúng ta tham gia vào giải trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể đối tượng là doanh nghiệp sản xuất, thì có một số những cái điểm mà anh chị cần lưu ý như vậy. Thế và quan điểm làm việc, cách thức để tiếp cận số liệu công việc, nhìn nhận ở một cách một góc khoa học, khách quan, trung thực để chúng ta đưa ra được những cái số liệu nằm ở trong doanh nghiệp, phân tích cho chủ doanh nghiệp, phân tích cho những người liên quan để từ đó chúng ta có được cái số liệu hợp lý, bảo vệ được số liệu những cái việc chúng ta làm và nó dung hòa được tất cả các cái lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của nhà nước, của đóng góp để xây dựng đất nước phát triển. Thực tế chúng ta phải nhìn ở góc độ khách quan chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm để bảo vệ doanh nghiệp, sau đó thì lách thuế trốn thuế đủ điều. Cái điều đó tôi cho rằng không phải là cái điều mà doanh nghiệp mong muốn đâu. Đấy, thì tôi xin kết thúc cái nội dung phần thứ nhất ở đây là chia sẻ với chị về phân tích liên quan đến cái phần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, và cũng xin được phân tích cái buổi ngày hôm nay đó là thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.